cái mô hình tiếp theo mà chúng ta cần tìm hiểu đó là cái mô hình Duck Low Cover. Thì cái mô hình Duck Low Cover này á, nó thường xuất hiện ở cuối một cái chu kỳ tăng giá, thì nó gồm có hai nến, nến tăng số 1 và nến giảm số 2. Và cái điều đặc biệt là cái nến giảm số 2 có giá đóng cửa nó nằm ở chỗ này nè. Cái giá đóng cửa nó thấp hơn 50% thân nến tăng số 1. Thì như vậy nó mới đủ điều kiện của cái mô hình là Duck Low Cover. Và khi xuất hiện được cái mô hình này và yếu tố xác nhận đầy đủ thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh bán ra. Khi cái mô hình này đã xuất hiện thì chúng ta sẽ theo dõi cái video. Đó, chúng ta theo dõi, chúng ta thấy rằng đây trong một xu hướng tăng, chúng ta thấy rằng nó có nến tăng số 1 và nến giảm số 2. Cái nến giảm số 2 có giá đóng cửa thấp hơn 50% thân nến tăng số 1. Như vậy thì nó đủ điều kiện để xác nhận là chúng ta thực hiện cái lệnh bán ra. Các bạn nên thực hành nhiều hơn trong cái việc nhận dạng các cái mô hình này để các bạn có những cái chọn những điểm vào lệnh và ra lệnh một cách hợp lý để gia tăng được cái hiệu quả kinh doanh. Và một lần nữa thì tôi cũng xin tự giới thiệu lại cho bản thân tôi. Tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Website của tôi là hoangngocson.com. Các bạn có thể gặp tôi trên website hoặc là trên Facebook để chúng ta cùng nhau thảo luận, tham gia một cái nhóm để chúng ta có cơ hội trao đổi nhiều hơn. Và các bạn cũng đừng ngần ngại chia sẻ cái video này cho những người bạn của bạn, là những người thật sự quan tâm muốn phát triển kinh doanh hiệu quả hơn trong cái lĩnh vực đầu tư Forex. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các mô hình kế tiếp.